chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang đứng cạnh khu đóng hàng cây giống online nha. Hôm nay thì bên trung tâm cây giống đóng hàng online cho chủ đầu tư nè. Thì Ly muốn giới thiệu cho quý bà con chúng ta về cây sầu riêng Lexington D200, mã định danh cũng như là mã thương hiệu của bên này ha. Cái D200 đó thì giống như là cái loại sầu riêng nào, nó có cái mã riêng, nó có một cái hiệu riêng để cho quý bà con chúng ta không có lầm lẫn ha. Bên Malai người ta làm mà cũng rất là kỹ nha bà con. Đối với đặt cây giống cũng vậy. Đây là cái cây giống mà sầu riêng Lexington nè. Cái lô ngày hôm nay thì bên Ly xuất đi cho chủ đầu tư. Cái đơn này thì có 10 cây nha, có 10 cây ha bà con. Bên trung tâm cây giống xuất về huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai nè, của chú Đức là chủ đầu tư. Rồi, thì bên Ly giao ngày hôm nay số lượng cũng rất là nhiều về cái cây sầu riêng Lexington, đặc biệt là mua hàng online ha. Đơn này 10 cây, rồi có cái đơn tiếp theo. Có cái đơn tiếp theo cũng là 5 cây nè, 5 cây sầu riêng Lexington đây ha bà con. 5 cây. Bên đơn này 10 cây, đơn này 5 cây. Và bên đây cũng có thêm một chủ đầu tư nữa nè. Sầu riêng Lexington D200 cũng là 5 cây luôn. Đây đi về huyện đây đi về tỉnh Đắk Lắk luôn ha bà con. Thì giá bán lẻ của bên trung tâm cây giống là 170.000 một cây nha. Ở trong đây nữa nè. Trong đây cũng là một chủ đầu tư. Đầu tư là 4 cây ha. Đầu tư là chủ đầu tư là 4 cây, 4 cây sầu riêng Lexington. Cái này cũng đi về Lâm Đồng luôn, Di Linh Lâm Đồng. Thấy đi về miền Đông là nhiều ha bà con. Miền Đông. Rồi ở đây cũng có sầu riêng Lexington nữa nè. Sầu riêng Lexington cái đơn này 2 4 8. 8 là 12 cây, 12 cây anh có đầu tư thêm xoài nữa nè. Rồi, ở đây cũng có sầu riêng. Sầu riêng nè ha. Cái này là sầu riêng Musakin. Hiện tại bây giờ thì Ly thấy chủ đầu tư quan tâm về sầu riêng Lexington cũng rất là nhiều. Tại vì bạn này nó sẽ rất là dễ làm trái nha con, mẫu mã trái đẹp nữa nên chủ đầu tư đang quan tâm. Ở trong ruột thì nó sẽ màu vàng cam nha bà con, tuổi thọ càng lâu thì trái nó sẽ màu đẹp hơn và trái nó sẽ nhiều hơn nữa. Giống sầu riêng D200 này rất là dễ làm trái, nó ra bấy nhiêu bông thì nó có thể là đậu bấy nhiêu trái, mẫu mã trái đẹp nữa. Dưới hình cái đít của nó có thể là hình 5 sao. Một trái của nó có thể là lên tới là 5 học tới 6 học, muối cũng khá là nhiều nha. Ăn thì nó cũng béo nha. Đặc biệt là bạn này nó ít bị sủi muối nha bà con, hầu như là không sủi muối luôn. Tại vì bên trong của trái sầu riêng Lexington D200 này nó có một cái tim. Nó có một cái tim đen đen á, vàng vàng đen đen á, nó làm cho cái trái của chúng ta nó không bị sượn ha. Còn sầu riêng thì chúng ta thứ nhất là quan trọng là có dễ làm trái hay không. Còn cái thứ hai chất lượng cơm ha. Cái thứ ba nó hay bị sượn á, sượn nước ha. Thì sầu riêng Lexington này nó cũng có thể là cải thiện cho quý bà con chúng ta về những cái vấn đề đó nha. Thì trồng sầu riêng Lexington thì quý bà con chúng ta chăm sóc tốt á, thì có thể là từ 3 năm rưỡi thì chúng ta bắt đầu để làm trái được rồi. Nó cũng giống như những loại sầu riêng trên, nhưng mà Ly thấy là cái sầu riêng Lexington này nó khá là dễ chăm nha bà con, nó khá là dễ chăm. Khi mà cái cây nó đi tầm khoảng là từ 7 đến 8 tháng thì cái cây nó sẽ tự suy tàn, nó sẽ tự xả tàn luôn. Chúng ta không có cần sửa tàn luôn, nó sẽ tự quay tứ hướng tứ diện luôn nha. Khi mà cái vườn sầu riêng của chúng ta đủ nắng nha. Sầu riêng thì chúng ta phải trồng trực tiếp ngoài nắng, chúng ta không có trồng xen canh vô những cái khu vườn mà chúng ta trồng những cái cây lâu năm rồi, nó che bóng mát lại thì nó sẽ làm cho cái cây sầu riêng của chúng ta thứ nhất là nó sẽ bị không có tàn nhiều nè. Trồng sầu riêng thì chúng ta phải cho cái tàn nó nhiều thì sau này năng suất trên cây nó mới nhiều được. Tại vì cái trái nó sẽ ra ngoài những cái nhánh thôi, nó ra là những cái nhánh cái thôi ha bà con. Tức là nó mang trái ra ngoài những cái thân cây, cái tay giống như vậy nè, nó không có đu ở trong cái thân giống như mít. Nên chúng ta phải nuôi cho cái tay nó nhiều, cái tàn nó nhiều thì năng suất trên cây nó sẽ nhiều ha. Sầu riêng Lexington thì còn thêm một cái tên quốc tế nữa, bạn này kêu bằng sầu riêng gai đen, đắt nhất thế giới luôn nha bà con. Và giá thu hiện tại tại Việt Nam của chúng ta sản lượng còn ít nha, nên trái sầu riêng nó còn hiếm, nên giá thu tại vườn là từ 400 đến 500 ngàn trên 1 kg ha. Thì sau này chúng ta trồng thì có thể là giảm lại, chứ không phải là giống như 500-400 giống như hiện tại bây giờ nha bà con. Tại vì bây giờ cái trái nó còn rất là hiếm, nó rất là ít. Cái gì độc ha, lạ ha, hiếm là nó sẽ giá cao. Còn khi mà quý bà con chúng ta trồng sau này số lượng sản lượng nó nhiều thì nó có sẽ giảm lại tí xíu. Nhưng mà sầu riêng Lexington này giá nó bằng sầu riêng Thái thôi, thì chúng ta năng suất trên cây nó cũng rất là cao rồi nha. Nhưng mà dễ chăm nữa, bấy nhiêu bông thì nó sẽ đậu bấy nhiêu trái. Nên Ly sẽ dẫn cho chủ đầu tư nào thích trồng sầu riêng, yêu thích trồng sầu riêng mà không có kỹ thuật cao ha, thì chúng ta cũng có thể tham khảo về giống sầu riêng Lexington này. Còn gốc đây nha bà con, gốc bên trung tâm cây giống lựa cho chủ đầu tư nè. Cái đường kính của cây á, tức là cái hoành của cây như vậy là từ 2 phân đổ lên nha, 2 phân đổ lên. Cây rất là lãng nè, đặc biệt là không nứt thân ha bà con. Cây không nứt thân thì sau này quý bà con chúng ta trồng nó khỏe hơn, nó không bị bệnh tấn công vào cái thân cây. Còn cái lô này thì xuất hàng cho chủ đầu tư là chỉ có cây 1 thôi. Tại vì bên Ly không có hàng cây 2 nha,
chỉ có cây một già giống như vậy. Cây một già thì chúng ta trồng liền được rồi. Khi cây nó đi cây đợt 2 nữa thì nó sẽ xây tàn lại. Cây đợt 1 thì nó không có xây tàn, nó giống như sầu riêng Musakin của chúng ta vậy đó. Khi nó đi cây 1 thì nó không có xây tàn tứ chi. Khi nó đi cây 2 thì bắt đầu nó sẽ xây tàn ra ha. Thì bên Ly có cung cấp giống sầu riêng Lexcon D200 này và sầu riêng Musakin, sầu riêng Đô Na Thái còn gọi là sầu riêng Môn Thon á, sầu riêng Ghi Sáo, chuồng bò sở hữu ha, sầu riêng ruột đỏ. Nếu như cô chú anh chị chúng ta thích trồng thể loại giống như thế nào thì cứ việc gọi qua hai số điện thoại hiện trên màn hình. Và đặc biệt bên trung tâm cây giống có đóng hàng online. Nếu như anh chị mua số lượng từ 2 cây đổ lên thì bên Ly có đóng hàng giao tại nhà cho quý bà con chúng ta rồi nha. Đó. Đây là những cái đơn hàng mà chủ đầu tư cũng không có đến được mà bên Ly cung cấp hàng online đây. Một ngày đi cũng rất là nhiều đơn nha bà con. Thì hôm nay Ly thấy là cái cây sổ riêng Thon này đang được chủ đầu tư quan tâm. Và đặc biệt là vùng miền Đông. Vùng miền Đông giống như vùng miền Đông và vùng đất Tây Nguyên ha, là người ta sẽ trồng sầu riêng rất là nhiều. Những cái chủ đầu tư này ta chỉ trồng là số lượng ít để người ta tham khảo, giống như là người ta xem cái cây nó như thế nào và chất lượng của cây như thế nào và sự sinh trưởng của cây như thế nào để chủ đầu tư chuyển rộng để trồng thêm nha bà con. Đó, thì ngày hôm nay Ly đang ngồi tại khu đóng hàng cây giống online để cùng chia sẻ cho quý bà con chúng ta về giống sầu riêng Lexcon D200. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi qua hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn kỹ cho quý bà con chúng ta hơn nha. Còn bây giờ, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.